liên quan đến việc Trung Cộng bất ngờ phủ nhận việc ủng hộ Nga tấn công Ukraine. Đây là cái bản tin được đưa ra trên hãng thông tấn Reuters và nhiều hãng thông tấn ở bên Nga. Hôm nay, Trung Cộng đã lên tiếng phủ nhận ủng hộ cuộc tấn công quân sự của Nga Ukraine. Bắc Kinh dường như khá bất ngờ với sự kiện Nga tấn công Ukraine nên thái độ tỏ ra rất thận trọng. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hoa Trung Ánh đã hạ thấp ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang âm thầm ủng hộ Moscow. Bà tuyên bố rằng đối với những ngụ ý của Mỹ rằng Nga đã nhờ Trung Cộng ủng hộ, tôi chắc chắn rằng Nga sẽ rất vui khi nghe điều đó. Chúng tôi sẽ không giống Mỹ và sẽ cung cấp cho Ukraine một lượng lớn thiết bị quân sự. Nga với tư cách là một quốc gia từng mạnh, hùng mạnh, cũng không tấn công nước Tàu hoặc các quốc gia khác để hỗ trợ quân sự. Thưa quý vị, đây là cái bản tin mà tôi thì tôi thấy là cái chuyện này là chuyện mà Tập Cận Bình nói xạo. Tập Cận Bình với lại bác sĩ của anh Hữu thấy sao? Liên qua đấy, thì hai bên đã nói với nhau và đã Tập Cận Bình đã yêu cầu Putin nếu có làm gì đó thì đừng có làm trong Thế vận hội vì xáo trộn. Và ông Putin đã giữ lời hứa, vừa phát xong Thế vận hội Bắc Kinh là ông đã lên tiếng chấp nhận độc lập của hai cái vùng miền đông của Ukraine ly khai. Và sau khi chấp nhận cái vùng độc lập đó thì ông đã tấn công Ukraine và nói là sẽ đưa quân lính qua hai vùng đó làm peacekeeping. Thì tôi thấy chắc chắn là hai bên đã có những thỏa hiệp ngầm. Vì tại sao Putin tấn công không tấn công trong cái lúc mà của Thế vận hội mà đợi vừa xong là tấn công? Thành những gì Trung Cộng có nói gì nữa vì họ sợ dư luận thế giới lên án. Nhưng tôi chắc chắn là hai bên đã có nói chuyện với nhau và Putin cũng đã cho biết với Tập Bình là sẽ hành động như thế nào với là Ukraine.